Năng là điều thực sự khó thay đổi. Zahari, Zahari, tuyệt vời Zahari. Kịch bản thực sự là điên rồ. Họ không cần phải thay đổi anh Nam ạ. Họ cứ chơi như vậy ở phía trên đi. Vấn đề chỉ có khác một chút thôi. Đó là khi cần thì hãy quay về với chất lượng phòng ngự bên này. Nhưng điều gì đang xảy ra bên ngoài sân? Đó là điều tệ hại. Đó là điều mà chúng ta không muốn được chứng kiến ở một ngày hội của thể thao khu vực. Với thể thao, nó còn có cả những điều vượt trên cả câu chuyện thắng thua. Nhưng những nắm đấm đã được đưa ra, chắc chắn sẽ có những án phạt rất nặng cần phải được đưa ra để xử lý những nhân vật đã gọi là vi phạm trong trận đấu này. Đó là những khoảnh khắc có thể nói là rất thiếu kiểm soát của cả hai bên. Thực sự đó là một hình ảnh xấu xí. Một hình xấu xí không chỉ của Indonesia và của Thái Lan, mà có lẽ là cả khu vực Đông Nam Á cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những điều này. Tất cả những hình ảnh này ngày mai sẽ tràn ngập trên tất cả các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi nghĩ không chỉ là Đông Nam Á mà cả châu Á và thậm chí là cả thế giới. Một lần nữa Song Chai mắc lỗi và Zahari Irfan thì chỉ có thể nói là quá xuất sắc với pha xử lý vô cùng bình tĩnh và đẳng cấp. Zahari là cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị ở hiệp 2. Anh vẫn duy trì được nền tảng thể lực một cách sung mãn. Một pha bóng cho thấy được sức mạnh, tốc độ, sự càn lướt, sự tỉnh táo và sự lạnh lùng của Zahari. Bàn thắng của Irfan Zahari đẹp bao nhiêu thì những hành vi sau đó của các nhân vật phụ bên phía đứng bên ngoài đường biên thì lại tệ hại được bấy nhiêu. Có lẽ là sẽ phải lập một hàng rào cảnh sát dày đặc ở khoảng giữa của khu kỹ thuật hai đội tuyển thủ. Rất có thể là cần phải có sự can thiệp của lực lượng an ninh một cách chặt chẽ hơn nữa để tạo ra khoảng cách giữa hai đội. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, hai chiếc thẻ đỏ. Mỗi đội bị mất một người, nhưng Thái Lan sẽ phải thay thủ môn. Đó là những người đã trực tiếp tham gia vào mặt ẩu đả. Vâng, vẫn sẽ còn những chiếc thẻ đỏ nữa. Chưa hết đâu. Một ngày làm việc quá vất vả của ông trọng tài thứ tư. Sẽ còn những chiếc thẻ đỏ nữa cho các ông thành viên của ban huấn luyện Indonesia. Thẻ đỏ cầm sẵn trong tay rồi. Bây giờ chỉ có tìm đúng người đúng tội thôi ạ. Bây giờ thì tôi cũng không đếm được tổng số thẻ đỏ là bao nhiêu anh Quang Tùng ạ. Nhiều
Như vậy là một thành viên khác của ban huấn luyện đội U22 Indonesia cũng đã bị truất quyền có mặt ở khu vực kỹ thuật ở phần còn lại của trận đấu. Rất có thể đây sẽ là một trận đấu giữ kỷ lục về số thẻ đỏ dành cho những nhân vật ở bên ngoài sân, không hề tham gia trực tiếp vào trận đấu nhưng cuối cùng lại bị truất quyền kỹ thuật và phải lên khán đài. Ông Matakwasim đã phải mời cả hai vị huấn luyện viên trưởng ra để nói chuyện. Họ cần phải chủ động hạ nhiệt trong những tình huống xung đột. Tôi nghĩ rằng trọng tài người Qatar đã làm tốt trận đấu này, có một bản lĩnh đủ để cân bằng và kiểm soát được các tình huống. Những hỗn độn xảy ra là bên ngoài sân, khi mà các thành viên của cả hai bên không kiểm soát được cảm xúc của mình trước những khoảnh khắc có thể nói là điên rồ. Tôi thì chỉ thấy tiếc cho ông Matakwasim, đó là tình huống thổi phạt cao thủ Indonesia, hồi còi của ông hơi dài. Đúng rồi, hơi dài. Nếu như đó là một tiếng còi ngắn và nó rõ ràng hơn thì huấn luyện viên CFP đã không ăn mừng như vậy. Thiragos là cái tên được đưa vào sân để thay thế cho Songchai, người đã mắc lỗi trực tiếp trong hai pha bóng dẫn đến những bàn thua của U22 Thái Lan. Và có vẻ như bây giờ thì U22 Thái Lan chỉ còn chơi với ba hậu vệ. Thực ra Indonesia cũng vậy anh Nam ạ, bởi vì trên sân lúc này mỗi đội đều cùng chỉ còn lại 10 người. Người đã bị truất quyền thi đấu ở hàng phòng ngự Indonesia là Komang. Nhưng lúc này thì vị trí của Komang là vị trí tiền vệ. Ivan Jahauri, Purachet, Chat Mongkun, Chanarong, Perasat. Tiếp tục lại là một lỗi việt vị của Terasas. Trận đấu mà số 8 của Thái Lan đã khá nhiều lần di chuyển hơi vội vàng và rơi vào bẫy việt vị của đối phương. Thực ra đây là một pha bóng nhạy cảm. Đó là một pha chơi bóng mà Terasas cũng đã di chuyển ở một nhịp tương đối hợp lý. Chỉ có điều là anh đã không thật sự may mắn. Với góc máy vừa rồi thì cũng chưa thể xác định được chính xác Terasas có thực sự việt vị hay không. Phút thứ 10 của hiệp phụ thứ nhất, tỷ số đang là 3-2 nghiêng về phía Indonesia. Và hiệp phụ thứ nhất đã bị gián đoạn tương đối nhiều. Đó sẽ là hiệp đấu được cộng thêm nhiều giờ, chắc chắn là như vậy. Và chưa thể nói trước được điều gì, nhất là khi mà cả hai đội đã thể hiện những màn trình diễn có thể nói là rất khó lường ở những phút đã qua. Marcelinho vẫn đang chơi bóng thực sự. Quá bản lĩnh với cầu thủ năm nay mới có 19 tuổi. Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng Marcelinho có sự đùa cợt khi thực hiện những pha chơi bóng như vậy. Vấn đề là cầu thủ trẻ này có được một sự tự tin một cách hết sức đặc biệt để có thể phô diễn được những phẩm chất kỹ thuật của mình, để hòa vào lối chơi chung của đội Indonesia bằng những phẩm chất hết sức cá nhân. Chanarong, Anan, Yusakon,
Thoạt nhìn thì Yosegon là một người có vóc dáng tương đối chậm chạp nặng nề, nhưng khoảnh khắc Yosegon đã làm nên điều điên rồ ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 2 thực sự khiến chúng ta phải nghĩ khác. Đó là khả năng phát huy sức mạnh tốc độ ở thời điểm quyết định, sức mạnh bộc phát thể nói là tuyệt vời. Thẻ vàng thứ hai dành cho Camdi. Thẻ đỏ. Jonathan Camdi sẽ là cầu thủ tiếp theo bên phía U22 Thái Lan bị truyền quyền thi đấu. Khó khăn chồng chất khó khăn cho đội bóng áo xanh. Họ đang bị dẫn và bây giờ là lúc mà họ kém về mặt quân số. Hoàn toàn chính xác anh Tùng. Pha xử lý quá hay của trọng tài Matakwasim. Bóng ngoài tầm kiểm soát, bóng thuộc lợi thế cho cầu thủ của Indonesia. Còn Jonathan Camdi thì lại có một tình huống đá vào mặt đối thủ. Một lần nữa tôi lại muốn nói với anh Nam điều mà tôi tâm đắc nhất trong cách mà cầu thủ Indonesia chơi trận đấu này. Đó là tốc độ của họ. Họ cực nhanh. Kiểm soát cầu thủ Indonesia, kiểm soát tốc độ của họ là một vấn đề luôn luôn khó khăn với cầu thủ Thái Lan. Lúc này thì U22 Thái Lan không còn một trung vệ nào đúng nghĩa trên sân nữa rồi. Chamokun đang phải lùi xuống thi đấu như một trung vệ. Ponsakon cũng sẽ được kéo lùi vào trong. Trong hai hiệp chính thì cầu thủ U22 Thái Lan đã làm được cái điều mà có lẽ là nó đúng với từ không tưởng. Bởi vì bị thua trước hai bàn trong một thế trận như vậy, và cho đến những khoảnh khắc cuối cùng khi mà điều kiện không quá rõ ràng, họ vẫn có được bàn gỡ. Nhưng ở hiệp phụ thì mọi chuyện đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Liệu có nên chờ một kịch bản có thể nói là điên rồ nữa hay không anh Phương Nam? Tôi nghĩ là khó anh Tùng ạ. Ngày hôm nay là ngày của Indonesia. Họ vẫn đang chơi tấn công. Và lúc này thì họ đang có lợi thế cả về mặt tỷ số lẫn về mặt nhân sự. Và đặc biệt là nền tảng thể lực của Indonesia vẫn rất ổn. Chúng ta vẫn thấy được những bước chạy mạnh mẽ của Faza, người thi đấu từ đầu, và sự bổ sung chất lượng của Ivan Jauri. Rio Fami. Vẫn là sự lăn xả tốc độ của Ivan Faja. Tuyến 2. Bagas không được. Rất tiếc là Bagas lại dứt điểm ra ngoài trong tình huống vô cùng thuận lợi vừa rồi. Đó là pha dứt điểm của một hậu vệ. Nếu như Bagas bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hơn, sửa và đưa trái bóng về phía góc thấp hơn một chút thôi, có rất nhiều không gian, thời gian cho Bagas ngắm nghía. Đá vào góc gần cũng thua, và đá sệt ra góc xa cũng rất khó cho Thirawas. Anand. Và đây là câu trả lời của U22 Thái Lan. Thái Lan vẫn có những cầu thủ tấn công chất lượng, vẫn có người có thể tạo ra được những khoảnh khắc đặc biệt. Trong tình huống này thì Anand Yusawa đã quyết định dứt điểm từ xa. Nếu như anh đưa ra một giải pháp, đó là vẩy bóng ngoài chuyền bóng cho Purachet, thì đó cũng sẽ là một cơ hội. Hiệp phụ thứ nhất đã bước qua quãng thời gian bù giờ, nhưng chúng ta cũng chưa biết con số bù chính xác là bao nhiêu. Người bị đau là Jauhari. Chúng ta đã từng nói đến việc cầu thủ Indonesia không chơi phòng ngự
ở những phút cuối của hiệp thi đấu thứ hai. Họ không chủ tâm đá phòng ngự tiêu cực để bảo vệ khoảng cách mong manh, qua đó giành chiến thắng. Họ vẫn có xu hướng chơi tấn công, sẵn sàng tràn lên. Đó là một thứ bóng đá đã trở thành thói quen của các thủ Indonesia. Bảo họ thay đổi quả là không dễ, nhất là những ông thầy của họ vẫn là những ông thầy nội. Nhưng tôi nghĩ rằng họ hoàn toàn có thể phát triển lối chơi của mình bằng những phẩm chất, bằng những con người như thế này, qua cách giữ trái bóng, qua cách kiểm soát trái bóng. Còn nếu như vẫn tràn lên phần sân đối phương nhưng không kiểm soát được trận đấu, thậm chí không trừng phạt được thêm đối thủ để nới rộng khoảng cách, thì có nghĩa là lối chơi của họ vẫn còn đang cần phải hoàn thiện. Ví dụ như đây là lúc mà họ đang hơn người, họ hoàn toàn có thể tổ chức những pha phối hợp nhóm, những pha chơi bóng theo kiểu đám ma với lợi thế về mặt quân số. Vấn đề của cầu thủ Indonesia là họ luôn luôn hướng về phía trước và tạo ra những khoảng cách rất là rộng. Và mỗi khi để mất bóng thì khoảng trống phía sau lưng họ là rất lớn. Dịch chuyển đội hình hợp lý hơn, mọi chuyện có thể sẽ nằm trong tầm kiểm soát của họ một cách cụ thể hơn. Marcelinho, quá người, đôi chân mềm mại và cực kỳ nhanh. Tiếp tục là Marcelinho, dứt điểm, không vào. Nếu đó là bàn thắng thì thực sự đó sẽ là một sự kết thúc tuyệt vời cho một trận chung kết đẹp của Marcelinho cùng với các cầu thủ trẻ Indonesia. Chơi như nhảy múa ở trên sân, thể lực thì quá xuất sắc. Jauhari thực sự là rất khỏe. Zaha không được. Quả phạt góc bên phía cánh phải cho U22 Indonesia. Cho đến lúc này thì chúng ta vẫn chưa thể xác định được là hiệp phụ thứ nhất sẽ được cộng thêm bao nhiêu thời gian. Thời gian vẫn cứ trôi đi. Rehan. Lần này thì tình huống dứt điểm của Ifan Jauri đã không trúng tầm bóng. Anan. Thực ra tình huống dẫn đến bàn thắng cân bằng tỷ số 2 đều của U22 Thái Lan nó cũng đến từ sự mất tập trung của hàng phòng ngự U22 Indonesia. Đó là một tình huống cố định nhưng chúng ta nhìn thấy không ai cùng bật lên để tranh chấp bóng bột với Terasak. Điều mà các cầu thủ U22 Indonesia đã làm rất tốt trong quãng thời gian trước đó. Có lẽ là cái khoảnh khắc huấn luyện viên CFP chạy vào sân ăn mừng nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của cầu thủ. Họ chờ tiếng còi kết thúc trận đấu. Đúng là như thế, tôi nghĩ rằng là sự tập trung đã không còn đi cùng với cầu thủ Indonesia ở tình huống đó. Nhưng bây giờ thì họ đang có lợi thế trong những phút thi đấu ở hiệp phụ. Ở bàn thua thứ hai của Indonesia trong trận đấu này thì có vẻ như hàng thủ của Indonesia cũng đánh giá không hoàn toàn đúng sự nguy hiểm của Yusakon, người đã vào sân từ ghế dự bị. Trước đó thì Yusakon có một vài pha trả bóng có thể nói là hơi cứng, nhưng ở pha ghi bàn thì Yusakon đã có một loạt những động tác có thể nói là lý tưởng. Tiếp bóng gọn, đẩy bóng một cách quyết liệt và cú đá cuối cùng thì cực kỳ chắc chắn. Faza vẫn chạy. Marcelinho cũng đang tăng tốc và trồng biên. Marcelinho kịp không? Nỗ lực rất lớn đến từ Chanarong. Chanarong đã bị đau từ tình huống tranh chấp trước đó. Nhưng trong pha bóng vừa rồi thì anh rất cố gắng và quyết tâm để xoạc pha bóng ngay trong chân của Marcelinho.
phải chơi trước những đối thủ như Marcinho quả thật là một điều rất nhọc nhằn. Và Chararon đã ở vào một thế có thể nói là rất cố để chơi phá bóng vừa rồi, để phá thế tấn công của đối phương, nhưng nó cũng khiến anh bị mất sức. Rất nhiều các cầu thủ U22 Thái Lan đang có dấu hiệu bị chuột rút. Chắc Mokhun cũng thường xuyên chống hai tay vào đầu gối. Chararon cũng đang bước đi với những bước chạy tập tễnh. Tiếp tục đây là một quả phạt góc dành cho các cầu thủ U22 Indonesia. Và dứt điểm của Marcelinho thì cũng cắt bật đánh đầu hơi nhẹ. Rio Fami, Faja vẫn chuyền và liên tục chạy. Tình huống dứt điểm vọt xa thứ 5 của Marcelinho trong trận đấu ngày hôm nay. Lần này thì pha dứt điểm đã có được chất lượng tốt hơn, cú đá gần hơn với khung thành của Thiragos, nhưng vẫn chưa phải là một pha dứt điểm trúng đích của Marcelinho. Chưa phải là bàn thắng, nhưng nhìn lực sút của Marcinho thì hiểu được rằng nền tảng thể lực của anh vẫn đang còn rất ổn. Nếu như cải thiện được khả năng dứt điểm trong khoảng thời gian sắp tới thì Marcinho sẽ là một trong những tài năng đáng giá của khu vực Đông Nam Á, chứ không chỉ là của Indonesia. Nhìn cách anh ấy chơi làm chúng ta gợi nhớ đến Petri hay là Gavi, những cầu thủ trẻ tài năng của Barcelona.